Ok, em xin chào tất cả các bác nhé. Rất vui gặp lại các bác ở video tiếp theo này. Thì em có thấy cái máy xúc của mình tít chưa yêu? Đó, hôm nay tiếp tục là một cái video đi đào sắn. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì mình là mới đang đi lên thôi. Phải đi buổi trưa này, về nghỉ trưa cho nên là leo xuống. Bây giờ lại phải leo lên. Muốn một cơ này đây, đây là cái ổi này các bác này. Đây là cái ổi này. Bên dưới này. Đây, đây có cái ổi này. Đấy, buổi sáng mình làm cái cơ ở dưới này. Bây giờ mình sẽ chuyển lên trên nhé. Ngang tay của đây coi nhá, nó cơ này đã đào rồi, bây giờ lên cơ trên này. Đó. Đó. Chỗ này thì chưa có các bác nhá, nhưng mà ra đằng kia mới có, con này nó đang dốc. Đó. Ui, leo lên trên này chết mệt, nóng quá. Mình để chìa khóa ở cái ấy này. Mệt. Bật chìa khóa lên vài giây nhé, không để đây. Bây giờ mình sẽ đi ra phía đằng trước này, xong sau đó là đi ra đằng này, xong mình sới cái gốc đi lên, không đi về đằng kia sới rất lại các bác nhé. Đấy, không là sới cái ở trên nữa. Đó. Bây giờ mình sẽ đội camera lần đầu, xong sau đó là làm nhá. Ui, bỏ lên đến đây chết mệt à. Rồi mình cởi cái áo ra đã. Nóng quá các bác ạ. Hôm buổi sáng đi còn có cái bánh rán này. Đặt nó cái đấy vào đây. Ok. Thoại thì anh em nhé. Alo, đang ở cơ quan có à, cứ ở về đi à, nha. Vừa có một người anh của mình điện cho mình. Bây giờ mình sẽ làm đấy để làm cái đường đi vào đó các bác nhá. Đấy, đây có một cái ổ bé bé này. Ổ này thì vừa mới rồng các bác nhá. Mới rồng cho nên là nó sẽ không ổ mới rồng cho nên là nó sẽ không 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 to. Cái này để mép này. Lát nữa mình quay ra thì mình sẽ lại múc tiếp. Sâu sâu một tí thì cái củ sắn nó sẽ không bị gãy. Còn nếu mà mình múc nông thì nó bị gãy mất cái củ sắn.
ra bên xưởng này đi. Đoạn này thì lúc trước có ba cái cắt cơ thì nó hơi bị võng này. Thế ra là phải làm thẳng. Đoạn này có ba cái cắt nó bị võng. Cái gốc này có đúng củ à? Đấy, gốc này thì được 2-3 củ, nó mọc lên từ củ rồi. Ra cái đằng này bắt đầu là thấy có vẻ là nó nước nó nhiều hơn, nó chảy nhiều hơn đây này. Cất cái điện thoại vào đi con nhé. Đi xe của mẹ em đi. Cái xe của anh em không đi được đâu, chở không đi được đâu, không bóp được phanh đâu. Em trai ở dưới kia em mới mượn mình cái xe, nhưng mà cái xe của mình phanh nó bên tay trái, nó không như kiểu xe bình thường nên là xe không đi được đâu. Phía dưới giờ vẫn còn có ấy thôi nhá. Lúc đấy là lúc nào mình ra thì mình mới ấy được. Mình mới móc lên. Rồi, cho cái bên này nó thấp hơn này. Múc cái đất ở đây để cho nó cân bằng, mình đi cho nó dễ. Dòng cây hổi nó lại xa, không phải ở gần. Đó. Nước nó xói nhiều đấy các bạn. Đây cây ổi này, hai cái cành ổi này cứ để lại các bạn nhé. Này nước nó xói nhiều là nó lõm hết mình. Đào cái gốc này lên này.
ấy 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 nó lăn nó đó. Này là sau này những cái cây keo thì các bác ấy sẽ bỏ hết đi thôi, bởi vì là dòng hội thì để cây keo kia thì nó sẽ có tán rất là to. Tán cây nó to thì cái cây ổi nó sẽ không có đủ ánh nắng nữa, như vậy là người ta sẽ ấy đi thôi. Chứ nếu mà không thì ở đây người ta đã dần điểm keo vào rồi. Đấy, nó lăn xuống dưới kia không sao các bác nhá. Cái chỗ đó thì sau này các bác vẫn chặt đi thôi, vẫn xuống đó để chặt, bởi vì ở dưới đó cũng có một hai hàng ở phía dưới kìa. Anh em thấy có vài ấy không? Cái này ngày trước người ta thú sới nó rất là đất tươi ấy, nên là ấy nó cũng dễ nhổ lên cái củ nó cũng ra. Cái này có mỗi củ ấy nha, ở đây được 3 củ. Làm đường tiếp anh em nhé. Thì bắt buộc mình vẫn phải đi vào giữa đấy, một bên xích ở bên ngoài này để cái háng xích của mình nó sẽ đi ở giữa anh em nhé, không có là cái bánh của mình nó sẽ chèn vào cây ổi đấy mất. Quay lên bên trên này xem bên trên thì nó có gốc nào không, trên này không có gốc nào anh em nhé, cái chỗ này không có này, chỉ có ở dưới này thôi. Đó. Mình ngửa nó lên như vậy thì nó sẽ rơi cái củ ra. Ở đây thì chỉ có mấy gốc thôi. Đó, hết rồi nhá. Bây giờ mình sẽ lùi dần ra nhá. Bắt đầu từ chỗ này thì mới có này, trong này không có này. Ok. Không thì bây giờ mình sẽ quay đầu lại. Xem cái ổi ở chỗ nào. Đây, cái ổi chỗ này. Mình sẽ quay đầu ở đây nhá. Quay lâu lại để đi cái đầu ben đi đằng trước thì nó sẽ an toàn hơn. Chống xích lên để cho nó quả ga lê nó không bị lệch. Nhưng mà lúc nãy mình cũng nhấc rồi nên mình cũng không sợ lắm. Đấy, đây có một cây ổi này. Nó phải ấy vào cân mà. Đó. Cái này là nó sẽ cân anh em nhé. Đấy, bây giờ chỉ cần bắn máy nó vuông vào đây thôi. Đấy, đi tiến như thế này thì nó sẽ an toàn hơn, nó đỡ bị tụt xích hơn. Còn đi lùi thì nó hay bị tụt xích á. Nói chung là mình cũng đi làm ở những cái chỗ nó nghiêng nghiêng như này là mình cũng bị tụt xích rồi. Nói chung là cũng có một chút cái gọi là kinh nghiệm để làm những cái chỗ mà đường nó hẹp xong là các cái đất tiếc nó ra nó nghiêng máy, nghiêng cái giường xích ấy, nó rất là hay bị tụt xích luôn. Nhưng mà đi tiến thì nó không hay bị tụt đâu nhá. Chỉ có đi lùi mới bị tụt thôi. Đi lùi nó tụt ở cái phần dẫn hướng ấy. Còn về cái phần sau thì cái con máy nào mà nó bị lỗi thì nó mới tụt ở phần sau, còn bình thường thì không bao giờ nó tụt ở phần sau cả. Bởi vì ở đó là nó có cái hệ thống bánh răng, nó rất là nhiều bánh răng.
đến đây này. Mình thì mình di chuyển là bằng chân anh em nhé. Đây này, cái giày của mình đeo. Sau này mình mùa đông rồi thì mình lại đeo giày và mình đi. Mùa hè thì mình đi chân đất đó. Thì để cho nó thật chân, còn mùa đông thì mình đeo giày đi. Nói chung là đi bằng chân thế này thì tay của mình là điều khiển tay trang này nó rất là chủ động luôn. Đấy, ví dụ quay ra như thế này này, anh em có thể tiến được luôn. Nó cần chống, cần kéo ở đâu thì anh em có thể kéo được luôn nhá. Làm như vậy, kết hợp như thế thì nó rất là tiện. Nhiều khi là nó có những chỗ nó yêu cầu kỹ thuật cao thì mình mới phải dùng đến tay thôi. Còn đi lại bình thường thì không cần. Bởi vì là có những lúc cẩu hàng hay là làm những cái nặng ấy, đấy là mình phải yêu cầu kết hợp các cái ấy thì mình phải làm nó nhẹ nhàng chứ nói. Nhưng đây là mình chỉ đi thôi thì sẽ rất là kết hợp được, nó sẽ rất là nhanh. Cái góc sắn này thì sẽ để người ta các cô ấy băm ở dưới nhá. Đây, ra đến đây bắt đầu là có gốc, những gốc ở trên này rồi này. Này là vào một cái gốc keo gì đó rồi. À, đấy, vào cái gốc keo đây. Ba cái sau này có ba cái chặt. Luồn vào đây để lấy cái gốc. Rồi. Tục tiến lên tiếp. Lần này đây, lần này cái đánh cái băng này nó lên, dốc hẳn lên như này. Đây có một góc cũ. Sắn này nó không mất bao nhiêu công sức mới lên được nên như thế này đấy các bạn. Cố gắng là đào nó không bị xót. Đây có một góc ba cái lớp hết cái lá vào mình nhìn nó không được rõ lắm. Này bị gãy mất 2-3 củ à? Do là nó mình đào nó nông quá. Đây mình sẽ moi. Đó, nó lên luôn này. Nó bị gãy rồi anh em. Nó bị gãy. Bỏ nó để cô ấy sẽ nhặt được luôn. Đấy. Đây, chỗ này với được luôn này. Đoạn này thì nó lại không có sắn lên này. Đó, nó xuống đây luôn này. Đây phía bên trên này còn mấy củ, 1, 2, 3, 4, 4 gốc. Đây. Gốc ở cái chỗ khe của cái rãnh nước. Gạt cho nó lăn củ xuống nhá. Đó. Chà xem nó còn hết rồi. Đây, chỗ này còn một gốc nữa. Tiến lên một tí nhá. À, nó nghiêng, đi lại là cần cao như này là rất là nguy hiểm. Đây là đi mình đi nhẹ thôi, đi một ít thôi. Đó, ok, hết rồi các bác nhá. Dưới này còn mấy gốc ở đây thôi. À, trên này đây cũng còn một gốc này.
đi lại quay đầu như này đi cho nó nhàn, bởi vì lúc vào là mình đánh đường rồi mà. Đó, đánh nhá, cái này nhá, đào nó cái gốc này nữa. Nếu mà cái chỗ này nó không mắc cái cành ổi ấy thì nó cũng nhàn thôi, nhưng mà đây nó mắc nhiều gốc ổi quá. Đây này, gãy này. Cho nó rơi dưới đi để lúc các cô ấy ấy ở phía dưới, chặt ở phía dưới. Ok. À, lên đây tiếp nhá. Căn nó vừa phải. Đấy, căn nó vừa phải thì mình với những cái ở dưới này nó sẽ không bị sót, không phải lùi lại nữa. Đây là có một gốc ổi anh em nhá, đây là cái cành ổi này. Cái này thì chắc là mới rồng được khoảng mấy tháng không? Thì là nó chưa lên, bắt đầu lên lộc, lên mầm mà. Đó, cái này không bị gãy. Gãy một tí cái ấy ở kia. Đó, gãy đây. Nó thì không sao cả. Đây có hai gốc này, ba gốc luôn, có ba cái rồng ở sát mép luôn. Trên này lại có nè. Đất rơi nhiều thôi nhưng mà cái củ nó hở hết lên là các cô ấy nhặt được anh em nhá. Đó, nhìn nó có bị sót không? À đây, trên này nó lại có một cái gốc ở giữa luống này. Đó, hai gốc này củ bé đó. Đó. Rồi, cái cây ổi nó ở đây rồi, sao cả? Đây là còn mấy cái này thì mình phải tiến lên đã. Bên trên trong cái chỗ ổi là người ta không rồng, người ta chỉ rồng ở mép ngoài thôi. Đây còn một gốc này, lấy sâu này. Đây, lên đây đấy nhá. Chỗ này thì củ nhỏ. Cái củ ở góc gần này. Đây có hai củ này, anh em nhìn hai củ nó gãy này đây. Đó, hai củ này hai củ bé. Chung là không đáng kể anh em nhé. Bé bên sườn này lúc nãy mình đào cũng khá là nhiều rồi. Đấy, bây giờ cái củ nó ở bên mép này rồi. Thì bây giờ các cô ấy sẽ lên để nhấc lên là chặt thôi, không phải lấy lại nữa. Ở đây, đây thôi một gốc mà.
rồi nè. Đấy. Ok hết rồi nha. Ở đây có một gấu bé. Hai cái gốc sáng này đào lên rồi. Buổi sáng này thì mình đánh đường sổ vào đến đây, nhưng mà mình làm đến 11 rưỡi trưa là mình nghỉ thôi. Thế là chiều này mình lại đến mình làm tiếp. Đó. Đó. Ok, tiếp tục tiến lên nhá. Còn bên trên thì có sót gốc nào không? Đây, có một gốc tí nữa thì sót. Ấy, cái gốc kia là cái gốc gọi là quá là nhiều sắn luôn. Đấy, cái này thì nó gãy nhiều nè. Gãy nhiều thì mình sẽ moi moi thêm cho tí. Đúng rồi, không đáng kể. Mấy củ bé bé đó. Cái này còn sót cây nó không nào không? Đây, mái mép dưới này. Video này của mình nó cũng khá là dài rồi. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc cái video ở đây thôi. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở những cái video sau nhé. Thì là đây, chương trình mình đào ra cứ vứt lăn lóc ở đây, xong sau này là các cô ấy sẽ dùng cái dao để chặt ra, xong rồi đóng vào bao các bác nhé. Thì bây giờ khi mà lên trên này mình làm một đấy ở trên này nữa thì mình sẽ quay thêm cho các bác một video nữa và chia sẻ mọi người ở ấy sau nhé. Ok, thì mình chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé.